Chào mừng quý vị đến với kênh Đá Cầu Bồ Cầu Mây, kênh Từ Đỉnh Đá Cầu. Và có lẽ rằng chúng ta đang sống trong những ngày cuối năm này, tất cả chúng ta đều bận rộn. Nhưng câu lạc bộ Thành Nam của chúng tôi vẫn hoạt động rất đều. Và ngày hôm nay là 29 Tết rồi, rất ít các vận động viên còn ra sân. Nhưng mà sau lưng chúng tôi vẫn còn những vận động viên trẻ vẫn yêu đá cầu. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một trận đấu solo giữa hai tài năng trẻ của chúng tôi. Đó là Lê Thanh Tùng đang khoác áo câu lạc bộ Công Viên Tuổi Trẻ và Bùi Tấn Phương Minh đang khoác áo câu lạc bộ Thành Nam. Xin mời. Chào mừng quý vị đến với kênh Tuyệt Đỉnh Đá Cầu, kênh Đá Cầu và Cầu Mây. Và buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu quý vị một trận đấu phải xem là một trận đấu đỉnh cao giữa các nhà vô địch Hồ Kẻ Phù Đồng của Nam Định. Ở gần và nhỏ quý vị đó là vận động viên Lê Thanh Tùng. Đây là vận động viên, một quả cúp cầu của Phương Minh. Vận động viên đang khoác áo của hai câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ Thành Nam của Nam Định và câu lạc bộ Công Viên Tuổi Trẻ của Hà Nội. Và đối thủ của em chính là Vương Minh. Vận động viên đang được xem là một tài năng trẻ thật sự xuất sắc của Nam Định. Và đương nhiên rồi, quả cầu ngày hôm nay vang ngoài rồi. Các em phải thi đấu bằng loại cầu chuẩn quốc tế, đó là cầu DLS. Rõ ràng là việc cúp xuôi, nhưng một quả quét bổ rất hay của Vương Minh. 4-1 rồi. Vương Minh đang dẫn với một tỷ số chưa cách sự cách biệt. Quét cầu. Rõ ràng là việc Thanh Tùng đang phải đá cầu 9-3 của Hà Nội mà phải sử dụng loại cầu DLS chuẩn quốc gia đã khiến cho em khá lúng túng với những đường cầu của mình. Một quả đặt hỏng của Lê Thanh Tùng. Sáu một rồi. Một quả phát hỏng rất đáng tiếc của Vương Minh. Các em chú ý là khi thi đấu, nếu chúng ta không phát được hiểm như các vận động viên ăn tập và quốc gia, đó là phát bổ cầu, thì chúng tôi lại cần các em phát một quả đặt cầu ngắn rất hiểm của Vương Minh. 7-2. Các em cần phát an toàn để sang cầu. Tùng Lê đã trả lời bằng một quả quét tương tự. Rõ ràng là dưới sự đào tạo của huấn luyện viên Huy Sáng, vận động viên xuất sắc nhất của câu lạc bộ Công Viên Tuổi Trẻ, Tùng Lê đã có những sự thay đổi khá rõ ràng trong sự di chuyển cũng như bộ pháp nhanh nhẹn của em. Thanh Tùng đã có những thành tích nhất định ở màu áo của câu lạc bộ Công Viên Tuổi Trẻ khi trong giải đá cầu Thiên Văn vừa rồi. Em cùng với đồng đội của mình là vận động viên Lợi Nguyễn, biệt hiệu của em là Lời Nguyên, đã được xướng tên là nhà á quân của giải nội dung đôi nam. Nhưng với Lê Thanh Tùng thì em vẫn chỉ như hột hạt cát trên sa mạc với một sự phát triển vượt bậc của đá cầu thủ đô. Quá nhiều những cao thủ võ lâm đang ở trên đó, nhưng với Vương Minh thì lại khác. Em lẻ loi trong một nền đá cầu khá cổ điển của Nam Định. Chỉ có mình em và một người thầy của mình, đó là huấn luyện viên Tống Giang, còn đá tấn công ở thành phố Nam Định. Còn các vận động viên khác thì vẫn đang đá theo kiểu truyền thống, đó là đá điều cầu, chúng tôi hay gọi là đá dưỡng sinh. Tỷ số này đang là 6-9 mà Vương Minh vẫn dẫn. Một quả đặt rất hiểm của Vương Minh, chém trên mặt lưới. 16. Rõ ràng đá cầu chuẩn quốc gia đã khiến cho bộ pháp của Vương Minh tiến bộ. Một quả quét cầu của Thanh Tùng. 70. Tùng Lê đang chứng minh em già dơ hơn rất nhiều, cả tuổi đời và tuổi nghề. Vít. Không vít mà là một quả đặt cầu. Cầu DLS là một trong những loại cầu
Một quả quét rất hay của Vương Minh. Đặt nhỏ. Khá đáng tiếc. Một tám. Bên cạnh khu vực bình luận của chúng tôi đây là những lão tướng của câu lạc bộ Thành Nam. Rất khó chịu của Vương Minh. Kính thưa quý vị, Nam Định có một loại cầu riêng, quả cầu Quốc Việt. Một loại cầu lông ngỗng rất đẹp và có những nhạc cầu bằng nhựa và một trinh sắt. Loại cầu này là loại cầu khá nẩy và dễ bị ảnh hưởng bởi gió. Nhưng chúng tôi lại muốn những tài năng trẻ như Vương Minh sẽ đá cầu chuẩn như thế này. Quét cầu tốt, thực ra là quét cầu hỏng. Mười, mười ba. Quét táng tốt. Tùng Lê vẫn chứng minh em là một vận động viên khó chịu trên sân, dù đang đá ở loại cầu không phải sở trường của mình. Nhưng Tùng Lê vẫn đang thể hiện sự sắc sảo. Ôi, một quả cúp xuôi khá khó của Vương Minh. Đã quá sát lưới mất rồi. 12-13. Quát cầu hỏng. Ba đều. Ăn cầu. Việc quét cầu về khu vực xa của cuối hai sân cũng là một trong những thế mạnh của Vương Minh. Bộ pháp tấn công của em đó là quét cầu, còn Thanh Tùng là điều cầu. Còn nếu như đá nội dung đôi thì em sẽ đá tấn công bằng vít. Chém cầu rất tốt. Một quả đặt cầu cực hiểm, phải nói là quá đẹp mắt luôn. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã rất nhiều lần gặp và thi đấu với huyền thoại đá cầu thế giới Tượng Đài Tâm Con, với 8 lần vô địch thế giới ở các nội dung đơn, đôi và đồng đội nam. Anh đã ở tuổi rất cao và lý thuyết của anh rất đơn giản. Đó là đỉnh cao của đá đơn không phải là quét hay vít cầu, mà đó là điều cầu. Khi nhìn các vận động viên thi đấu, chúng tôi mới thấy điều đó đã rất đúng. Đặt cầu còn khiến cho các vận động viên đối thủ phải vất vả hơn rất nhiều khi chống đỡ những quả đặt cầu. Có người đã đặt câu hỏi với chúng tôi, đó là liệu như một quả đặt cầu hiểm hóc với một quả quát cầu thì cái nào nguy hiểm hơn? Lưới rồi. Thì chúng tôi muốn khẳng định rằng rõ ràng là việc nhảy quét cầu còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Và khi thi đấu đỉnh cao thì các vận động viên đá đơn thường được huấn luyện đá tấn công quét bổ cầu. Nhưng đá ở góc độ các câu lạc bộ phổi. Quá hiểm học luôn. À, ngay đấy nhờ. Quát cầu tốt. Nhưng rất tiếc là đã vào lưới mất rồi. Chân vào lưới. 97. Khá đáng tiếc. 20-17. À 89 à? Chạm lưới à? À, vâng, đã chạm chân của Lê Thanh Tùng rồi. Thế thì anh phải hỏi bọn tổng đài xem nó trừ cái gì. Thật là kỳ phung địch thủ chứ không phải là. Nó không thể trừ được. Rất hiểm hóc. Và ngay đấy mà rất khó bắt đấy nhỉ. Nó ngắn lắm anh ạ, nó ngắn và nó sát lưới lắm. 20-18 rồi. Một quả tương tự như vậy. À
Cũng là một quả tương tự như vậy. Có lẽ là những quả đặt cầu đang phát huy được sức mạnh của mình. Xỉa đặt. Những bài luyện có thể là khá gian truân với các vận động viên mới tập, nhưng khi đã luyện thành thục rồi thì kỹ thuật này. Vâng, một quả cúp ngay của Lê Thanh Tùng. Chuyển tới kết thúc với tỷ số 21-19. Chúc mừng anh em. Các bạn đừng quên like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi nhé. Kênh Đá Cầu và Cầu Mây. Tên tiếng Anh của nó là Shuttlecock and Talk Round. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở các trận đấu sau.